Dạ anh Tiền. Con bà quậy quá kìa. Rồi, nhảy đi nha. Nhảy nhảy nha. Nhảy đây. Trông nè, đừng có quay nữa. Thôi mọi người, em nói chuyện này mọi người nghe nè mọi người. Làm đi con. Mọi người làm chung để đừng có cười. À chuyện là như vậy nè mọi người. Thì em dự định nè. À nói đi, con làm đi đó, làm đi. Nhảy nha. Cái công tác là như thế này. Thì em cũng có ý định là mai mốt á, em sẽ làm đi. Làm đi con, có làm gì vậy? Chú Hùng ơi. Làm đi con, làm đi. Dạ kính thưa mọi người, cái câu chuyện em được. Bà nội hừng. Cái này là mình nhảy vừa đi á, giống như là vừa nhảy vừa đạp. Mà nó không phải là nhảy, chứ nó gọi là đạp. Mà nó đạp thì nó không phải là gọi là nhảy. Thì cái này gọi là nhảy dây. Nhưng mà bây giờ mình không thích nhảy đâu, thì mình có thể vừa nhảy vừa đạp, mà nó có thể gọi là đạp. Em nói nhiều khi em nó đang gây hài, mắc cười quá. Làm ngồi đây, vui mà. Vui gần chết luôn. Đi đi ra con. Eo để chị diễn hài con. Để chị diễn hài. Nè, tấu hài nha, diễn ra làm tấu hài nha. Mình sẽ nhảy theo cái kiểu mà không phải gọi là nhảy mà là gọi là nhảy dây. Ừ. Không phải giống như cái chỗ hồi nãy nữa. Cái hồi nãy gọi là vừa nhảy vừa đạp. Vui quá nè. Vui. Nói nữa đi, nói. Ra la cười, đang con. Chị đi, bắt cắn nó. Cái tay thần mình nhảy rồi, cái này thấy ghê lắm. Nhảy nè, bắt cắn nó. Đó, không vui ghê, vui quá. Vui quá. Và vừa qua mọi người đang coi một cái tấu hài rất là mắc cười nha mọi người. Thì em mua mấy bọc. Em mua mấy bọc. Con mua mấy bọc. Thôi đi mua về đi con, mua về đi con. Để cho mọi người ở đây ta bình yên. Nè, mọi người, có thêm một tấu hài nữa mọi người. Rồi con, diễn hài đi con, diễn đi. Diễn cho vui nha con. Cũng là cộng dây. Coi hai cái cách gây hài khác nhau. Tập đó bây giờ. Mắc cười quá. Con nhảy đi, không, để cho con nó, cháu nó gây hài cho mọi người. Dạ tấu hài đến đây là hết. Mẹ nhảy thử coi mẹ nhảy được không? Bây giờ mày muốn gây hài không? Mẹ chỉ cho. Còn nắm đầu chú Văn Tiền qua đây cho mẹ. Nắm đầu nha. Mẹ làm liền. Văn Tiền ơi. Cái phần hài này đang cần chị. Chị ra chị tiếp chiêu cho con. Làm mắt ăn. Ừ trời ơi bán hoài vậy trời. Trời ơi là trời, mọi người tin không? Bà bắn bắp mà phải đi ăn từng quầy luôn á. Em nói thiệt, không đủ để bà ăn luôn. Có cái bụng càng ngày càng trướng kìa. Cái đít thì teo lại. Khoan khoan, từ từ chúng người ta nè con. Ủa từ nay giờ nó làm có ai cười chưa vậy? Chưa. Tại sao mọi người không cười cho con tôi nói vui mọi người? Hai ba cười. Trời ơi. Lồi kìa má ơi, lồi kìa. Rồi chui cái hố chung xuống luôn đi con. Bởi vì nó nói thiệt mọi người nha. Nhiều khi con tôi nó cũng gây hài. Mà tôi cố gắng tôi cười. Nhiều khi cái cười đó là cái lại là cái cười sai của tôi. Làm cho con tôi nó tưởng nó đang hài rất là nhiều. Có bánh chưa? Chưa. Ừ, đang vô. Em ngồi đầu em ngồi đợi cũng được. Đúng rồi. Ủa, mình có dự định làm hài nữa không? Có hả? Lên làm tiếp đi con. Làm tiếp đi, làm cái gì đó. Làm gì cho người ta cười là được rồi. Làm gì cho khán giả cười nè, mọi người cho em chàng vỗ tay mọi người. Mọi người cười đi. Cười quá. Cười đi. Ha ha ha. Đi lên đi. Không lên đâu. Rồi không làm gì khi người ta cười. Không làm gì. Là hỏi bắt cóc lên chưa? Nè, làm cười nghe. Không cười người ta bắt cóc con đó nghe. Rồi đào cho nó sẵn cái lỗ, có gì không cười chui cái lỗ luôn. Lỗ kìa. Đó, lỗ. Rồi không qua đó cũng dây luôn. Tôi đâu có biết ở đây có hai danh hài nhi đồng đâu. Tôi đâu có biết đâu. Bây giờ có hai danh hài nhi đồng
mắc cười quá. Và bây giờ chơi thầy đá luôn. Con khép con bìm bẹp lại má. Chơi nữa, chơi hai cụ không? Hai cụ đúng. Ý. Đó, hay quá. Chơi cái gì vậy? Nhiều khi hai đứa nó cũng bị bệnh xàm. Tội nghiệp quá. Cái gì vậy? Rồi. Khoan đi. Để tôi kiếm bác sĩ coi. Tôi đâu có nghĩ vậy đâu trời. Ủa Thanh Mùi đâu rồi? Thanh Mùi. Thanh Mùi ra đây. Mọi người ơi, về đây nè mọi người. Thanh Mùi, em thấy gì chưa? Đây là hai danh hài đang phát triển trên đất nước của mình hiện nay đó. Vậy đó hả chị? Ừ. Nói chuyện câu nào cái nấy cười đó. Ủa đi vô lớp học của chị đâu? Không, hai đứa đang làm hài, mình chịu khó mình cười đi. Vậy là sân khấu của tụi đó luôn rồi. Ừ. Khoan ăn, hai đứa đang diễn hài đó. Coi. Không ăn. Vui. Đi qua đây, đi qua đây. Không ăn luôn. Dạ. Chứ không được. Trời ơi, hai đứa này nó hay quá, nó tài giỏi hơn chị em mình luôn á. Nó có cái chai nước mà nó diễn biết bao nhiêu người cười kìa. Quá trời người cười luôn. Ủa coi, cái hài này bao nhiêu tập vậy chị? Hài này, nó vô lượng tập rồi em ơi. Hãy đi. Tiểu lỗ đâu xuất hiện mà đừng đến giờ. Trời ơi, chị nhường sân khấu luôn. Chị nhường sân khấu luôn. Bà hất tóc kìa chị. Dạ, em xin thật sự cúi đầu xin lỗi mọi người. Và sân khấu vừa qua của em đã bị hư hỏng rất là nặng, cho nên nhờ hai đứa nó sửa chữa. Rồi chị giải quyết không được luôn. Không phải chị không biết đường để giải quyết cái ca này. Thoại ơi Thoại. Gì vậy? Con thấy cái sân khấu mình đang bị ô nhiễm không? Ý ơi ý. Em có hay đá. Cái này mời quá chị đá tao đi. Nghe nè hai đứa lên đây mẹ nói nghe nè, mẹ nói nghe. Lên đây mẹ nói nghe hai đứa. Nói đi chú Hùng. Mẹ nói nghe. Tàu thiện gì vậy? Không. Ý mẹ con nghe tập trung mẹ nghe nói chuyện. Hai đứa đó rất là có duyên diễn kịch. Đúng rồi. Diễn cái nào khán giả tao cười câu đó. Đúng rồi. Cho nên thôi bây giờ chỉ cho hai đứa lớn lên tương lai thổi kèn đám ma đi con. Nha. Mình đi thổi kèn đám ma đi. Ừ. Đó. Như vậy hình như là cảm giác nó vui hơn đó con. Vui mẹ. Ừ. Rồi cái này vui hơn nữa nè. Hai đứa về chỗ cho mẹ bán lẹ lên. Thôi vô lên chơi nè. Rồi chương trình Tấu Hài ngưng một chút xíu nha. Tấu Hài ngưng tí xíu đi con. Rồi tới lượt ai. Bốn phần. Chị ra đứa vô bị chậm dịp luôn. Dạ. Dạ. Bốn phần mà thôi. Mấy... Chị bảo quên tên gì? Chị mấy phần? Không. Chị ba phần. Ờ ba phần thì em đưa cho chị. Tại vì ưu tiên nó không phải có tùy theo cái số lượng. Rồi, ok. Đưa 200 phải không? Dạ. Ok. Cảm ơn. Rồi. Rồi. Ba phần rồi phụ. Anh này là 4 phần. Cho em 3 phần. 3 phần luôn. Có 10.000 không? Cho chị xin 10.000 của em đi. Rồi. Bên này bị lỗi hả? Không, lỗi gì? Rồi ok. Rồi, gái 3 phần. 3 phần. 5 phần. Ok. 4 phần. 4 là 5. 4. 5 phần ok.
Sao mình không ngồi lên?